Xin chào anh chị và các bạn. Tiếp theo cái video hướng dẫn là website như WordPress bằng Template Scooter Shop. Mình xin hướng dẫn các bạn cách hướng dẫn các bạn mà mình sẽ hoàn thiện cái website của mình dựa trên những dữ liệu mình đã chuẩn bị sẵn có mà hôm trước mình đã hướng dẫn các anh chị cách mình chuẩn bị dữ liệu. Đó, thì ở đây mình không có ở đây thì mình sẽ sử dụng cái trang web demo của CoolTailShop luôn. Cái trang web này vô web này mình sẽ xài cái demo 1 thôi như vậy đó. Bữa mình giới thiệu với anh chị rồi những cái thành phần trên này đó, mình sẽ chuẩn bị như hình ảnh cái quảng cáo này là mình sẽ design cái hình kích thước bao nhiêu theo cái yêu cầu, mình chuẩn bị sẵn từ trên đến dưới, từ category danh mục sản phẩm cho đến sản phẩm và cái live show luôn đó. Hôm nay sẽ bắt tay vào làm công việc đó. Ở đây tôi hướng dẫn thì sẽ hướng dẫn giống cái mẫu này luôn, hướng dẫn từ trên dưới giống mẫu luôn, hình tôi lấy bên đây qua luôn đó. Thì đầu tiên mình sẽ làm cái phần top 3 này. Top 3, cái phần này phần tôi đang nghĩ gọi là top 3 ấy. Để làm được, để mà làm được cái top 3 giống như vậy thì nếu mình chưa biết nó nằm đâu, chưa biết là cái gì, chưa biết thì mình sẽ mở cái phần, mở cái document của cái template lên. Document cái template lên là đây có cái phần document này. Là mở cái index lên, mở index lên, mở cái index lên đây thì trên dưới mình sẽ làm, mở giờ là cài đặt tới đây mình mới tới phần 3 thôi. Phần 3 có những cái mình cấu hình việc quá này kia không, rồi là những cái dùng rìa tiếp theo sau khi cài đặt nè. Sau khi cài đặt là dài xuống đây 9 phần đó, 9 phần thì add logo này kia thì cái đó mình sẽ chuẩn bị làm sao. Đây tôi làm một cái phần top 3 menu trước nè, bấm vào top 3 menu. Thì top 3 menu ở đây nó là nằm đâu, ở đây là top 3 menu left, đây là top 3 menu right, đây là vị trí của nó là top 3 menu left, top 3 menu right. Sẽ vô phần appearance nè, nó top 3 mình tạo một cái menu và top 3 menu trong đó mình sẽ bỏ hai phần support và service vô. Đó, tương tự như vậy xuống dưới đây tập WordPress cũng vậy. Rồi mình sẽ làm ha. Tiến hành thì mình sẽ đăng nhập vô quản trị và vô phần menu, menu appearance menu. Nếu như giao diện của anh chị là tiếng Việt thì anh chị vô đổi là tiếng Anh thì mình có setting general và vô phần ngôn ngữ để mà chuyển lại thành tiếng Anh cho giống để mình dễ thực hành. Ở đây tôi sẽ tạo một cái menu mới, mình bấm vô cái đường link là re-menu ở đây, re-menu. Ở đây tôi sẽ đặt tên, cái tên là cái nhóm menu này. Nhóm menu này là mình sẽ làm cái top 3 menu right trước đúng không? Top 3 menu right. Đặt tên là top 3 menu right. Rồi tôi re-menu. Đây, menu sẽ có một cái top 3 menu right đây. Top 3 menu right đây tôi thông đây sẽ có gì? Để tôi nói tới đây là có phần service và phần đó gọi là support và service. Support và service thì support là đây nó có support nằm trong bay. Có bay support SQA và service thì đây có một cái bay service SQA, mình hãy chọn được hai cái để qua luôn. Ở đây mình đưa vô phần là top 3 menu right và mình lưu lại. Sẽ có một cái top 3 menu right. Sau khi lưu lại tôi sẽ qua cái shop của tôi, click 5 lại để kiểm tra. Đây, tôi ra đây, ngon. Tôi ra đây, ngon. Rồi. Rồi tiếp theo còn bên đây là phần gì? Bên đây là top 3 menu less. Top 3 menu less thì tôi cũng tạo một cái menu name là cái nhóm menu là top 3 menu less và tôi đưa hai thằng này vô, đưa hai thằng này vô custom link, nó là custom link đúng không?
Đây tôi sẽ cũng y như nãy re menu cho tôi là top 3 menu less. Rồi tôi bấm nút re menu. Tôi sẽ có một cái nhóm top 3 menu less. Top 3 menu less này tôi sẽ tạo một cái custom link gì đây, link test tôi sẽ tạo như thế nào. Ở đây nó có một cú pháp là cú pháp tạo spam gì đó, một cái thứ là số gì hết đó, thì đây sẽ copy qua luôn, copy phôi đen ha, copy qua anh mình sử dụng công cụ này, tôi copy cho tiện luôn đó. Copy ha, còn nó sẽ copy nó copy hết nguyên đây cũng được nè. Ok. Bên đây phần hướng dẫn nó kêu là tạo, nó mới kêu mình phải bỏ là thẻ span, thẻ y. Thẻ y rồi thẻ y. Rồi xong mới tới cái số đúng không? Cái số. Còn về làm theo y vậy nha. Đây vậy, còn vô mấy cái thẻ này mình chưa có biết là ý nghĩa như thế nào, thì mình sẽ lên mạng để mình học hỏi thêm nhé. Mình cái mạng này cú pháp HTML, nhưng mà nếu mà xài cái thằng Qt Shop này thì mình không cần biết nhiều cái này cũng không sao. Đó, chỉ cần mình làm theo này, theo này đây, con này mình chưa biết nên tìm hiểu thêm nhé. Rồi quay lại cái phần hướng dẫn của tôi sẽ quay lại đây, tôi sẽ đưa cái này vô video ad vô. Rồi tôi copy tôi dán vô. Đẩy qua không được tại vì cái link này tôi phải hỏi nó phải có một cái link thiệt, nhưng mà đây tôi ở đây mình không được link, mình link không cần link tới thì mình cần để cho dấu than. Rồi ad qua custom link để mình coi mình sửa lại cho nó hay lại nó nó. Rồi, sale. Rồi bây giờ sau khi xong mình vào đây F5 lại thử coi. F5 nhưng mà chưa thấy đúng không? Tại do vì sao? Mình chưa có đưa vô cái top 3 menu LED. Chưa đưa vô cái top 3 menu LED. Mới đưa vô top 3 menu LED. Không. Rồi mình save lại nữa, mình save lại qua đây F5 lại coi cho nó nha. Rồi nó lên. Rồi. Rồi tương tự vậy mình làm tiếp cái phần còn lại luôn nha, tương tự mình làm tiếp còn lại luôn. Mình sửa này cho sát vô luôn nha, như bị nhỡ ra không đâu. Không phải. Rồi tương tự là mình tiếp và tiếp hồi nãy là tôi nói là phần phần tắt đúng không? Phần tắt. Còn mình biết công cụ này công cụ gì, mình sẽ cài công cụ đây là Firebus này, cũng là Firebus cái này vô. Cái này mình sẽ cài add-on của Firefox. Rồi đây là đây làm tiếp nhé. Rồi cũng có custom link cho thời gian này vô. Ở đây mình tăng qua xin lỗi tôi bấm nhầm add qua mà tôi bấm save lại, sorry add qua đây xin lỗi đôi khi mình copy nó có một số cái
Rồi sao lại em? Rồi, qua đây năm lại coi. Đó. Nó ra ha, nó ra ha. Còn chỗ hở này thì sao? Cái chỗ này nó bị liền nè. Đây người ta có cái khoảng trắng đằng trước đúng không? Đây, mình sẽ chỉnh lại thôi. Cũng đơn giản thôi, cũng gì hết. Đây chỗ này là nó ở đây không? Đây mình sẽ cách đây cái. Đi đây cũng vậy. Ở đây mình cũng cách đây cái rồi xong luôn rồi. Đó, ra đẹp hay giống như demo luôn. Rồi bây giờ nãy mình có nói là mình sẽ sử dụng một công cụ gọi là Firebird để mà bắt những đoạn code HTML và CSS đó. Thì mình hướng dẫn cách cài luôn nha. Mình sẽ lên Google này. Nên mình đây mình hướng dẫn cài trên Firefox. Mình đang xài trình gì cả Firefox. Firefox à. Rồi Firefox mình xài mình cài cài Firebird. Firebird mình cài gõ tên Firebird. Đây có là Firebird tiện nhất nên cho Mozilla. Mozilla thì mình click vô đó. Đó xong rồi mình bấm lên nút tải thêm thêm vào Firefox để cài. Công cụ thứ hai cũng cũng được tôi thường xuyên dùng là MesoX. MesoX chính là công cụ kỹ thuật đo. Mà công cụ MesoX. Đây, công cụ cũng cài vô công cụ này để đo những tấm hình trên đây có Google Chrome. Đây là mình xài Firefox mà mình chọn Firefox. Mình xài Google Chrome thì mình nhớ cái mình kiểm tra kỹ Google Chrome, Firefox mình kiếm mình cài. Mình xài Google Chrome mà mình đưa mình tìm của Firefox mình ép qua là nó không chạy. Đó. Cũng như tương tự như vậy cũng tìm vô. Đó. Tìm vô xong rồi nó sẽ ra thêm cho mình trên này là từ công cụ này mình nhấp vô để mình đo kích thước của những tấm hình trên đây bao nhiêu để mình ước lượng mình design phù hợp với cái trang web của mình. Đó là hai công cụ tôi hay dùng để mà cái web đó mình mới xong cái đoạn top 3 trên này. Tiếp theo tới phần logo thì mình có cái logo thì mình thay đổi còn không mình sẽ lấy cái view main nè. View main này mình lưu lại. Lưu lại xong lưu lại đặt tên khác là logo cùng với cái tên này logo cool của ta shop đó lưu lại xong rồi mình sẽ dùng mở dùng cái Photoshop mình sẽ cài Photoshop mình mở cái logo nó lên mở logo nó lên logo. Logo đây lên đây từ logo này từ cái bảng này mình sẽ chuyển về cái mod này RGB nhé. Từ đây mình sẽ bỏ cái logo mình vô để mình cho phù hợp với cái logo của shop. Logo mình nếu mà logo mình là logo nếu giả sử như là cái logo giả sử như cái logo của shop mình hình tròn thì mình phải chuyển qua cái header nào mà nó phù hợp với cái logo của mình nha. Cái là đối với cái header là đang dùng nè. Cái này kêu bằng header nó header nè. Đó. Đối với header này thì mình sẽ dùng cái logo dạng hình chữ nhật mà dài. Đó, đối với hình chữ nhật hình vuông á là nó không phù hợp lắm. Vẫn xài được nhưng mà không phù hợp lắm nha. Mà vô bằng thêm setting nè. Thêm setting header để có nhiều mẫu header mà mình đã lựa chọn đây. Ở đây nếu mình xài cái logo vuông á thì mình nên lựa chọn cái header mình ở cái header mà cái logo nằm ở giữa nó logo nằm ở giữa thì dễ hơn nhưng đa số đây là nó phù hợp với cái logo mà dạng dài dài nó kích thước là dài
ví dụ tôi có giống như tôi có món quà thiết kế gì, nhưng mà đây là tôi một cái logo là của tôi đưa vô ha, tôi đưa một cái logo của tôi vô đâu rồi ta, đây vô logo đây, đây tôi có cái logo này tôi sẽ đưa qua bên đây cho nó phù hợp, thì mình sử dụng Photoshop, đây tôi đang sử dụng có Photoshop là vào Photoshop này, tôi đang sử dụng Photoshop CC, mình sẽ không xài cái Photoshop khác cũng được, ví dụ cái logo của tôi như vậy thì tôi muốn đưa lên cho phù hợp với kích thước này thì tôi phải lấy cái logo mẫu về, tôi lôi qua, tôi qua đây, tôi lôi qua đây, tôi thả vô nó có dấu cộng, tôi buông ra rồi xong tôi cho nó nhỏ lại, tôi cho hình này tôi nhỏ lại, rồi bấm miếng miếng control dấu trừ cho đường phím nhỏ 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 lại, hẹn tôi còn tên T, T nó thấy được cái đường mà chỉnh sửa, còn nếu mình để bữa lớn này, chỉnh sửa mình để lớn này, còn nó lớn vậy, cái bằng con tên T thì cái đường kéo mình không thấy, mình không thấy đường để mình không biết kéo làm sao, đó, đó là cái mẹo thôi. Giờ tôi làm lại là tôi control dấu trừ, control dấu trừ nhỏ lại, trong con T thì tôi thấy được cái đường kéo này, tôi sẽ đè nhấn đè giữ kiếm xếp, tôi kéo được kéo theo theo đường xéo, tôi kéo chừng nào tôi thấy gần bằng tôi lôi vô, tôi ốm vô, tôi lôi vô rồi xong tôi kéo xuống, kéo xong tôi lôi vô, xong tôi enter, xong rồi tôi còn tròn dấu cộng để mà nâng lên từ từ, tôi để xong ngay giữa, nó đừng mất cái logo của tôi và đừng mất cái chữ của tôi này. Rồi bây giờ ở dưới mình thấy còn chữ Cutter Shop, tôi sẽ tắt, cái Cutter Shop đi, tôi sẽ lấy hình của tôi thôi, và tôi sẽ lưu lại cái file mới là lưu với dạng là BNG ha, BNG là tại vì cái hình này nó có, hình này là tôi có cái, nó rỗng nền, mình thấy cái nền dưới mình không có gì hết, nền dưới nó gọi là rỗng nền, logo Cutter Shop đặt là logo Cutter Shop 2 đi chẳng hạn, và tôi save lại, thì chính interface rồi đó, thì kích thước của logo mình sẽ bằng kích thước của logo mà mẫu đề ra, và tôi up logo lên, sẽ bấm vô phần là thêm option logo, đây tôi có logo add và upload file, tôi select file, tôi đưa vô cái mà logo nãy tôi nói tôi mới tạo cái logo Photoshop 2, rồi tôi open on the view footer cũng vậy, tôi chọn luôn, nó luôn, rồi file icon tôi chọn luôn nó luôn đi, tôi làm lần luôn, tôi save lại, xong rồi tôi F5 lại để tôi kiểm tra coi có đúng như ý mình muốn hay không, đúng kích thước ok đúng không đó. Dưới đây nãy nãy mình nói mình làm luôn cái logo footer thì mình kéo xuống dưới đây cái footer có luôn cái file icon là có luôn, file icon là cái này ha, cái footer là cái phần dưới này, cái mặt footer đó là xong rồi, header trên này là xong luôn rồi. Top 3 đó. Xong bằng trên xong bằng này, còn tiếp xuống dưới là phần menu này mình sẽ tiến hành làm một cái video khác để hướng dẫn anh chị, tạm dừng cái video đây để cho mình thực hành và mình làm, trong lúc thực hành có gì thắc mắc mà chưa làm được thì mình sẽ comment và ở dưới cái video của tôi để tôi support, hỗ trợ các anh chị để làm được cái website bán hàng bằng WordPress với thêm Red Cool Shop. Xin chào, hẹn gặp lại, nhớ subscribe cái kênh YouTube của tôi để theo dõi những cái video mới nhất của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại.